Rồi để em hướng dẫn cho mình xem ảnh chị hả? Chị gửi lại cho bên gì bên kia cho em vậy hả? Đầu tiên mình phải có một cái app gọi là app Google Drive, app này này. Đó. Một cái app này, tải cái app này về. Đăng nhập một cái tài khoản Gmail bất kỳ ấy. Vô đây. Đăng nhập một tài khoản Gmail bất kỳ vô đây. Xong rồi cứ tiếp theo nữa hả? Xong ok. Nếu như mà chưa có cái tàu đấy, một cái tài khoản cho bản thân tôi hả? Tàu xong ok thoát ra này. Xong quay về lại đi phần tin nhắn của em á. Đây nha. Vô đây này, em có một cái gọi là một cái video lệ thường thôi này, nhấp vô đây. Xong ở đây đây á thì sẽ xem như đi thì xem được một vài chục cái đâu thôi, không xem hết được nhá. Tại vì ở đây là chỉ hỗ trợ xem ở ngang tầm đi thôi. Vì đây là một cái trình duyệt web á. Nếu mình muốn xem cho hết ảnh ở đây thì mình phải cho hàng chạy nhảy qua mấy cái phần mềm của họ, phần mềm của thằng Google nên mình xem được. Đây ở dưới nó có cái ô vuông này, có mũi tên lên này ở phía dưới màn hình nhá, góc phải này, nhấp vào đây này. Đó, nó sẽ lên một cái bảng như đi, thì ở đây nó sẽ rất là nhiều sự lựa chọn, thì mình sẽ chọn ở chỗ mở bằng Safari. Đó là nó sẽ tự nhảy qua bên app Google Drive cho mình. Ở đây thì mình có thể xem được từ đầu tới cuối nhá. Còn ví dụ đó, đó đó, mình sẽ có được tất cả luôn, tất nhiên tất tất nhiên tất ở đây đó. Ôi xin quá, đây vượt qua đó, ưa xem bình thường thì cứ vượt qua, nếu như màng mình á thì cứ vượt qua đi mà xem thôi đó. Đó, còn mà nếu như đi là xem bình thường. Còn ví dụ giống như muốn lưu về thì chỉ cần nhấn mở cảnh lên. Đó. Đó nhấn giữ đi là lưu, ok là lưu về này. Đó. Đó. Còn muốn in ảnh thì ở đây em có cái chữ DSC này, 00319, ví dụ như muốn in ảnh đi thì chỉ cần gửi cho em là DSC00319 chị hết.